Hoàng Loan xin kính chào khách. Hôm nay là ngày 1/6/2017. Anh ấy hơi nhẹ nhẹ nhé. Robot Hoàng Loan, tôi đang đi đón tiếp khách hàng đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Anh Giang, anh đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Anh là chiến duyệt bộ cuốn thư câu đối gỗ gõ đỏ Lam Phi, hàng đẳng cấp. Đây là một tấm gỗ liền. Trên hình quý vị đang thấy đây là anh Giang, anh đến từ là Khang ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cũng là hàng xóm ở gỗ Hoàng Loan thôi. Còn có một chiếc cuốn thư và hai câu đối tổ công Tông Đức Thiên Liên Thịnh lên tử hiếu Tô Hiền Vạn Đại Vinh, và một chiếc cuốn thư là Đức Duy Quang. Video quý vị đã xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Hoàng Loan, nằm tại làng Nghề Mộc, phường Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Anh ở Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội. Dạ vâng. Chuyện hương đỏ chưa xong rồi, bảo đợi phải chắc phải cuối tháng này. Cứ bảo đợi tí con ra đây nhá. Vâng vâng. Đang thấy trên hình anh Giang chủ việc để cái tư câu đối bằng gỗ gõ đỏ Lam Phi, hàng dày đặc cấp luôn, dày 6 phân. Ngày hôm qua tôi có giao một bộ tương tự như này, dày 5 phân cho Tứ Cường ở Thái Bình. Và phía này đây là đôi câu đối lòng ngò của chú Minh ở Vĩnh Phúc. Chú Minh còn một bộ hoàn chi câu đối nữa, và ba tự câu đối này là Công Đức Sinh Thành Ân Tiên Tổ, bên là Phúc Lộc Vinh Hoa Hậu Tử Tôn. Rất ý nghĩa. Chú còn một bộ hoành phi câu đối và đôi câu đối ở trên dưới lãng câu đối phẳng nữa. Chúng tôi đang để đi trong này. Chú khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi đang làm vàng, ở đây là đôi câu đối của chú Minh. Đây. Chúng tôi đã gắt vàng rồi. Đó. Câu đối của chú Minh, và đây là một bức đại tự rất chi là hoành tráng, có khi cái này thôi được rồi, làm đi. Bức đại tự của chúng mình ở đồ gỗ Thành Luân, xin trân trọng cảm ơn quý khách, xin chào quý khách trong video clip này.